Đây, chào anh em nha, mình là Don Phan Hiếu, số điện thoại 0977 896908. Này quay con Sachia 2000 màu tím đen, xe rất cứng, rất đẹp, cứng khừ luôn nha anh em. Xe rất đẹp, ở ngoài đẹp hơn trong clip nha anh em, trong hình với clip. Anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977 896908. Mua bán xem xe trực tiếp từ quận Gò Vấp, không cọc cạch nha anh em. Anh em ở xa thì phải cọc để Hiếu ship, không cọc thì lên Sài Gòn mua trực tiếp nha. Không mua thì đừng có nói Hiếu lừa đảo này nọ. Anh em nào chắc cũng nhiều người biết tới Hiếu rồi. Đó, đây là gầm Sibor, không nút đầy nằm đây. Máy móc full 120, rất sạch sẽ. Full 120, bình xăng cái này đi với bình xăng nhập, bình xăng zin luôn nha nè, xăng zin nhập Indo. Đó, Mikuni zin. Chiếc này đâu đây rồi. Anh em mua về chỉ việc châm xăng vô là chạy thôi. Bao em luôn nha anh em. Nó nghe cái tiếng khọt này là nó bị rớt cái cổ bình xăng ra ngoài, tôi chưa gắn vô đó, bây giờ mới thấy nè. Máy bao em. Nó nghe cái tiếng khọt mà. Khọt bình xăng nha anh em. Cho anh em cảm nhận luôn nha. Rồi, anh em nào mua xe liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình 0977 896908. Mua bán xem xe trực tiếp từ quận Gò Vấp nha anh em. Đây, chiếc này mình đang giao là 34 triệu nha, chứ đang là 345. Rồi, chào anh em.